Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn qua cách sử dụng của con Boss Series 6 FMS6ZCI08E. Đây con này là hàng của HMH các bạn nhé. Đây, mình đã đi đường nước, đi đường điện rồi. Đây bây giờ là trên cảnh báo màn hình này là nó cảnh báo là đang có, chưa có muối và nước làm bóng nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ muối và nước làm bóng vào. Đây các bạn lưu ý nhé, cái con này là bảng điều khiển của nó ở ngay phần phía bên trong này này. Đấy, bảng điều khiển phím cơ nhé. Nó khác với con SMS6ZCI49E. Con 49E là con màn hình cảm ứng ở ngoài này. Còn đây con 08E là con này nó sẽ dùng cái bàn phím cơ ở đây nhé. Bàn phím cơ đây này, phím điều khiển cơ đây. Đấy, con này cũng dùng công nghệ sấy dao lít nhé. Sấy đá khô ấy. Kìa, ở bên trong kia nó có một cục đá khô kìa. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành cho muối và nước làm bóng vào. Đây máy mới thì nó sẽ có kèm một cái muỗng để đổ nước làm nước đổ muối nhá. Đây, cái muỗng như này. Đây cái chỗ đổ muối này. Đây các bạn nhìn vào đây nó có sẽ có nắp như này này. Đấy thì các bạn vặn ra. Vặn như kiểu cái vặn nắp xăng ấy, nắp bình xăng ấy các bạn. Đấy, vặn ra như này nhá. Còn các bạn để vào đây này. Và các bạn cho muối vào. Các bạn cứ đổ đầy nhá. Đổ đầy muối vào. Đó. Một cái túi muối này 1,2 cân này thì cũng gần hết luôn. Đấy, xong cái lần đổ muối đầu tiên ấy, thì các bạn lưu ý là phải cho thêm một chút nước vào. Cho nước vào để cho nó hòa tan. Đây nhá, thì các bạn lần đầu tiên thì các bạn phải đổ thêm nước vào để cho nó ngập cái cảm biến. Đấy. Xong sau đó các bạn lắp vào nhá. Đấy. Lắp như lắp bình xăng vậy thôi. Còn cái phần chỗ này là cái phần mà cứ khoảng tầm 1 tuần cho đến 10 ngày. Các bạn nhớ nhấc cái này ra nhá. Đây cái này nó có hình mũi tên này, phím mũi tên ở đây này. Đây là cái chỗ giỏ chặn rác nhá. Thì các bạn sẽ xoay. Và các bạn nhấc cái này lên và các bạn đem ra vệ sinh này. Xịt nước đi. Bên trong đây những cái cặn như kiểu xương cá hoặc là những cái cặn rác nhỏ ấy, nó sẽ bị lọt vào trong đây. Thì các bạn nhớ phải vệ sinh nhá. Và khi mà lưu ý là khi mà rửa bát, trước khi rửa cho bát vào ấy thì các bạn cần gạt hết thức ăn ra. Gạt hết thức ăn ăn thừa ra. Tránh những cái rác ở trong đây nó quá lâu này, quá nhiều này, nó sẽ dẫn tới bị tắc cái đường thoát nước nhé. Đây sau khi vệ sinh xong này, các bạn lại để vào như cũ này. Đây, các bạn lại xoay theo cái hình mũi tên này này. Đấy, mũi tên nó trùng nhau là được. Ok. Bây giờ mình sẽ cho nước làm bóng nhé. Đây. Đây là cho nước làm bóng này. Đây cái biểu tượng của nước làm bóng này các bạn nhé. Đây, biểu tượng nó như cái hình bông tuyết này này. Đấy. Còn cái biểu tượng xoáy xoáy kia thì nó là biểu tượng của muối. Đây, biểu tượng của nước làm bóng nhé. Cứ hai cái biểu tượng này trên màn hình, cái nào nó hiển thị lên thì tức là cảnh báo cái đấy đang hết thì các bạn cần phải đổ thêm vào. Đây. Thường thì cái muối kia khoảng tầm như nhà các bạn rửa một ngày một lần thì cái muối kia khi đổ đầy sẽ dùng được khoảng tầm 5 đến 6 tháng. Đây, tùy. Đây, còn nhà nào mà rửa nhiều thì khoảng tầm 3 tháng là hết. Đây, cái nước làm bóng này cũng thế. Đây các bạn đổ vào đây nhé. Các bạn cứ đổ đây. Khuyến khích các bạn nhé là nên dùng cái nước làm bóng và muối. Chứ nhiều nhà là tiết kiệm là không dùng hoặc là dùng cái viên tổng hợp ấy thì nó sẽ không tốt đâu. Bởi vì là khi mà có nước làm bóng ấy thì chén đĩa của mình nó sẽ khô hoàn toàn. Bởi vì lúc đấy là cái bát đũa của mình nó sẽ khô hết. À nó sẽ bóng, có độ bóng và nó sẽ nhanh khô hơn. Còn cái muối kìa nó sẽ làm mềm nước ra. Và khi đấy thì các cái đầu phun của mình ấy nó không sẽ không bị bám cái cặn canxi ở trong nước. Đấy. Đây nhá, còn bây giờ mình sẽ
cái con 6ZC08E này, là con này 3 dàn rửa nhá. Dòng series 6 có 3 dàn rửa này. Thì cái phần phía trên này thì các bạn để các thìa dĩa này. Đấy, thìa dĩa và đũa này. Phần phía dưới này thì các bạn có thể gác bát này, bát và ly chén. Đây nhá, cái phần này thì hai bên này có sẽ có phần để điều chỉnh nhá, để điều chỉnh hạ cái giá này xuống. Đấy, các bạn bấm vào đây thì các bạn có thể hạ cái giá xuống, thì để sẽ các bạn sẽ để được những cái bát đĩa to hơn. Đấy, ví dụ châu Âu người ta sẽ dùng cái đĩa rất là to. Đấy thì các bạn có thể hạ xuống để cái đĩa cho nó vừa. Còn nếu mà nó vừa mình dùng cái bát đĩa nhỏ thì các bạn có thể nâng cái này lên, các bạn bóp vào hai bên này. Bạn nâng cái này lên. Đấy. Để điều chỉnh cái khoảng cách của các cái giá. Và những cái các bạn nhìn nhé, những cái đánh dấu vị trí đỏ này là các bạn có thể gập xuống. Đây, đây các bạn có thể gập xuống này. Đấy. Để các bạn có thể để những cái bát đĩa to hơn. Còn dựng lên thì các bạn sẽ để được nhiều hơn, sắp xếp được nhiều hơn, hoặc là để được những cái kiểu dạng cốc ấy. Cái cốc các bạn úp vào đây này, từng cái khe một này. Còn ở đây nó sẽ có một cái vòi phun tăng cường nữa nhá. Vòi phun tăng cường này. Đấy, vị trí on off này, để các bạn bật này. Đấy. Đấy, trong trường hợp mà các bạn úp bát đĩa dày vào đây ấy, thì các bạn sẽ có thể dùng thêm cái vòi phun tăng cường này nữa. Đấy, chỉ có những cái dòng series 6 thì nó trở đi nó mới có những cái tính năng này. Đấy. Tương tự như thế thì cái phần giá bên dưới này này thì các bạn sẽ để xong nồi và để những cái đồ to nhé. Thì là ở đây là tất cả các cái này của nó đều các bạn đều có thể hạ xuống được này, dựng lên được và hạ xuống được nhé. Đây, cứ có đánh dấu đỏ này này là các bạn có thể điều chỉnh được. Đấy. Đây. Đấy, các bạn đều có thể điều chỉnh được nhé. Cái này cũng thế này. Đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái bảng điều khiển của cái con 6ZC08E này nhé. Cái con này là sử dụng bàn phím cơ nhé. Ở cái phím đầu tiên này là phím nguồn này. Các bạn bật phím nguồn này lên để khởi động máy này. Ở cái chương trình rửa đầu tiên này, chương trình rửa Eco hay còn gọi là chương trình rửa tiết kiệm đấy, nó ở nhiệt độ là 50 độ C. Đấy. Và cái thời gian rửa của nó sẽ là 3 giờ 55 phút. Và đối với cái chương trình rửa thứ hai là chương trình rửa Auto. Đấy, là nhiệt độ từ 45 cho đến 60 độ C. Cái chương trình này còn gọi là chương trình rửa tự động ấy, 2 giờ 15 phút. Và cái chương trình rửa tiếp theo là chương trình rửa của Intensive hay còn gọi là rửa tăng cường ấy, thì ở cái chương trình rửa này là nhiệt độ nó sẽ rơi vào 70 độ C và sẽ dùng cho những cái bát đĩa khó rửa bị bám bẩn dày. Cái thời gian của nó sẽ là 2 giờ 30 phút. Ở chương trình tiếp theo là chương trình rửa nhanh ở 60 độ C và cái thời gian rửa là 1 tiếng 30 phút. Và tiếp theo là cái chương trình rửa yên lặng hay còn gọi silent ấy, ở nhiệt độ là 50 độ C. Ở chương trình rửa tiếp theo là chương trình rửa favorite. Ở cái chương trình rửa này thì còn hay còn gọi là rửa tráng ấy, thì khi các bạn cho bát đũa vào ấy và các bạn chưa rửa ngay thì các bạn sẽ bật cái nút này để nó ở chế độ rửa tráng 15 phút và các bạn có thể để đến tối rửa một thể hoặc để sáng mai. Còn phía bên tay phải của các bạn là các cái chương trình bổ sung. Đối với cái phím đầu tiên là phím hẹn giờ này thì các bạn có thể hẹn giờ từ 1 giờ cho đến 24 giờ. Thì cái phím hẹn giờ nó sẽ đếm ngược lại là sau khoảng bao nhiêu lâu thì các bạn sẽ máy sẽ bắt đầu hoạt động. Phím tiếp theo là phím bật wifi để kết nối với lại cái ứng dụng Home Connect trên điện thoại. Thì nhờ cái ứng dụng này các bạn có thể điều khiển máy từ xa. Ở cái phím tiếp theo nữa là cái phím sấy tăng cường. Thì các bạn có thể dùng để sấy bát đũa khô hơn và có thể sử dụng được luôn. Phím tiếp theo là rửa bán tải, tức là rửa 1/2 dàn để áp dụng là khi các bạn có số lượng bát đĩa ít. Còn cái phím tiếp theo là speed perfect, tức là cái phím này sẽ là giúp cho cái máy hoạt động ở cái mức độ tần suất cao hơn và ở mỗi cái chương trình thì nó sẽ rửa nhanh hơn. Tiếp theo là chương trình vệ sinh máy này. Cái chương trình này thì khi nào trên màn hình của các bạn hiển thị cái cảnh báo thì các bạn sẽ sử dụng chương trình này nhé. Đây, ở nút này là sau khi các bạn đặt chương trình xong thì các bạn sẽ ấn nút start này và đóng cửa lại thì máy nó sẽ bắt đầu hoạt động. Đây nha, mình sẽ để chế độ tráng nhé. Tráng
mình start này. Lúc này máy sẽ bắt đầu hoạt động này. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái con máy rửa bát Boss Series 6 MS6ZCI08E. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.